Anh à, đủ hết rồi. Lần trước á, ba của anh mang áo đính giặt có một chiếc nhẫn ở trong túi quần. Chiếc này nè, lần sau nhớ cẩn thận đó. Bà xã, tại sao chiếc nhẫn của em lại ở trong túi quần của anh vậy chứ? Bây giờ anh thiệt là quên hết tất cả rồi. Anh chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Bà xã, em về đi mà. I miss you. May cho cậu là ở bên trong có rất là nhiều khách, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Tiền của tôi đâu? Nè, tiền của cậu tôi sẽ trích từ trong lương cậu. Còn nữa, cậu đừng hòng tôi đền bù cho cậu. Cậu cút đi. Không làm thì không làm. Hà khắc như vậy, tôi ham làm chồng lắm sao? Đi theo tôi như con ma vậy, muốn gì đây? Anh bị đuổi việc hả? Không phải, ông chủ nói tôi làm tốt lắm, ngày mai tăng chức tăng lương. Vì Trung anh được có vậy mà. Anh mong à, anh không cần an ủi tôi. Tôi không sao đâu, chỗ này không được thì làm chỗ khác, tôi không chết đói đâu. Anh ăn cơm thì làm sao mà chết đói được. Anh mong à, đủ rồi, đừng theo tôi như con ma đeo nữa, đi về đi. Nè, tôi muốn hỏi anh một câu hỏi, không liên quan đến làm bạn hay không đâu. Tại sao chiếc nhẫn của bà xã tôi lại ở chỗ của tôi vậy? Thì anh đi về hỏi vợ anh đi. Chỉ có mình anh nhìn thấy mà thôi. Khi chúng tôi về cứu anh, em ấy đâu có đeo nhẫn đâu. Có phải là em ấy bị rớt, tôi lượm lại cho em ấy rồi nhét vào túi của tôi không? Tôi không nhìn thấy. Trả lệnh rồi đó. Tôi về được rồi chưa? Anh vẫn chưa trả lời tôi, chiếc nhẫn của vợ tôi ở đâu hả? Lúc đó tôi rất hoảng sợ, tôi chỉ biết nhiêu đó thôi. Anh hỏi nữa tôi vẫn trả lời vậy thôi. Không nhìn thấy, không biết gì hết. Anh đừng có hung dữ nữa. Anh biết là tôi mất trí kia mà. Có phải tôi làm phiền anh hay không? Tôi tính tiền lại cho anh nè. Đủ rồi anh hai. Tôi biết là anh giàu có, nếu không người ta không tìm đến anh làm những chuyện gì không đâu. Anh không cần kiếm ăn, nhưng mà tôi cần. Tôi phải kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con. Anh đừng có nổi hứng lên phiền tôi nữa. Mỗi lần gặp anh đều xui xẻo. Lần trước bị đánh như con heo bầm, lần này bị người ta đuổi việc. Tự anh xui xẻo thì đi chỗ khác đi, còn hại tôi chưa đủ khổ sao? Ép tôi đi tới đường cùng, không tìm phụ nữ của anh ra cũng không được. Chuyện gì? Lần trước anh nói tìm người phụ nữ mà, tìm tới đâu rồi? Cô ta nuốt hết tiền, đá người chồng ra, đi tìm gian phu nè. Đi tiện vậy, anh nói là biết hang ổ của họ mà. Thì bây giờ đang ở chỗ ổ của họ nè. Trung. Vậy anh từ từ canh đi ha, tôi đợi tin vui của anh. Sao lại ở đây vậy? Nhà này của tôi mà. Sao anh lại ở đây chứ? Tôi thu tiền giúp người ta. Chỗ đây là số 12 hả? Ê, số 123 ở đâu vậy? Tôi cũng không biết nữa. Lần trước tôi chửi anh làm phiền tôi, tôi nóng nảy rồi, xin lỗi nha. Tôi cũng có lỗi mà, sorry. Sao giờ này mà anh lại về đây vậy? Tôi muốn về đây xem thử Phi Gia có ở đây hay không. Anh có rảnh không? Vào ngồi đi. Không ngờ căn nhà là của anh ta, nhưng mà vợ anh ta đang ôm đàn ông khác rồi. Quá đáng thiệt. Chơi cũng chơi xa chút chứ. Quả nhiên chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất mà. Vào ngồi đi. Đẹp không? Tôi mua cho vợ của tôi. Hơi mắc một chút, nhưng mà em ấy nói đẹp lắm. Rất có feeling, rất lãng mạn đó. Hoàn toàn feel được, nhưng không liên quan tới anh thôi. Nhưng mà rất tiếc, hai vợ chồng chúng tôi ít khi về đây lắm. Căn nhà này chủ yếu là thuê cho người ta thu tiền mà thôi. Tôi ít quản lắm, toàn là vợ của tôi xử lý. Vợ anh thì giỏi rồi, ăn được không bỏ phí. Con người tôi không có biết cái gì hết. Cái gì mà đóng tiền điện, tiền nước, tốt nhất là đừng có làm phiền tới tôi, toàn là vợ tôi xử lý hết. Tâm tư của tôi toàn lo cho công ty và đồ quả mà thôi. Bận việc cho anh cắm sừng đó, thằng ngu. Nói đến vẽ đồ quả, muốn xem thiết kế của tôi không? Căn phòng của tôi thiết kế cho Phi Gia đó. Đẹp có đẹp không? Đây là tông màu mà Phi Gia thích nhất đó. Đây là thiết kế thông suốt, như là phòng resort mình đi vậy đó.
Em ấy thường nói ở đây như là đi tới một thế giới khác gì đó. Không gian ở đây tốt hết chỗ chê luôn. Nhưng mà phòng tình dục như vậy, hèn chi cô ta chọn ở đây chơi rồi. Nhưng mà nói chứ không có bao nhiêu người chấp nhận được thiết kế như vậy đâu. Chắc là vợ tôi từ nước ngoài về cho nên hơi cởi mở một chút. Cô ta cởi mở đến nỗi anh không ngờ đó thằng khùng. Mai là người thuê cũng chấp nhận. Không liên quan tới tôi, toàn là mấy thuyết phục người ta thuê mà thôi. Vợ của anh thân thiện như vậy, làm sao người ta từ chối được? Anh nhìn thấy em ấy sẽ biết. Em ấy lại sexy, kiên cường, dưỡng chắc. Như là cái tủ này vậy, tôi mất rất nhiều thời gian mới tìm được cái tủ hợp tính cách của em ấy đó. Áo lót của giang phu đó vẫn còn ở đây. Bị thằng khùng đó phát hiện chắc điên luôn. Ý, đối diện là phòng khách, qua đó tham quan có được không hả? Ok. Ủa, sao lại có bao cao su ở đây chứ? Wow, nước cạo trâu. Sao có nhiều đồ đàn ông dữ vậy? Còn có bao cao su. Chẳng lẽ bạn của Fia là đàn ông? Hả? Phải đó, Fia mượn căn nhà cho người bạn ở. Chìa khóa vẫn ở đây, chắc là dọn đi rồi. Sao mà bừa bộn vậy ta? Vậy mà cũng không biết vợ mình ăn dũng. Đúng là siêu ngu đần luôn. Vậy bây giờ anh làm gì? Dọn lại đồ cho người ta, chắc là người ta lấy thôi. Còn cao lót đàn ông nữa nè. Cảm ơn. Bà xã, đêm đó em không về nhà ngủ, rốt cuộc em đã đi đâu vậy? Phi gia. Sorry, xin lỗi nha. Bắt được cô rồi. Cây son này chưa thanh toán, cô muốn ăn cắp hả? Tôi không có ăn cắp à, anh trai đừng nói bậy nha. Vậy cô giải thích sao cây son này xuất hiện trong túi sách của cô đi. Tôi cũng không biết tại làm sao cây son này lại xuất hiện ở đây nữa. Không thừa nhận cũng không sao, cửa hàng chúng tôi có CCTV. Anh trai à, vừa rồi nhìn thấy hết rồi, tôi muốn mời làm nhân chứng. Được chứ, tôi nhìn thấy cây son này rớt từ trong túi của cô ấy. Nhưng mà tôi không nhìn thấy cô ấy ăn cắp, chỉ nhìn thấy anh rất không khách sáo với người ta. Hay là vậy đi, anh xem CCTV rồi hãy nói. Chị Nga. Chuyện gì vậy quản lý? Nhìn kỹ cô ta giùm tôi đi, tôi vào xem CCTV. Ồ. Không phải cô ăn cắp thiệt đó chứ? Xin lỗi vừa rồi đã đụng trúng cô nha. Đây là danh thiếp của tôi, cần nhân chứng thì hãy gọi cho tôi. Mông Nhất Ngôn. Anh là anh trai của Đậu Đậu hả? Cô quen A Đậu hả? Tôi là Lam Hải Tình, là bạn trung học của Đậu Đậu đó, anh có nhận ra tôi không? Ồ. Bà, có gì mà chăm chú dữ vậy? Bà coi có bắt được cái bọn bắt cóc đó hay không thôi. Mình chưa có báo án mà làm sao mà bắt được người chứ? Cũng đúng. Con về rồi. Về trễ vậy, phòng mạch bận lắm hả? Phòng mạch vừa đổi một bác sĩ, giả bộ siêng năng đó mà. Ây da, cái gì vậy? Ý, anh hai à, đồ dùng đàn ông mà anh dứt kỳ vậy. Không phải của anh. Huy gia mượn căn nhà cho người bạn, chắc là hắn ta để lại đó. Trời, quá trời bao cao su, rồi lại có kem cạo râu nữa. Là đàn ông hả? À phải. Nè anh hai à, người đó anh có quen biết không vậy? Anh đã từng gặp qua chưa? Chưa gặp qua, anh không quen lắm. Anh mượn nhà cho người ta ở cũng không hỏi người ta là ai. Chị dâu có quan hệ gì với người ta? Mượn nhà cho người ta ở tốt vậy? Mượn nhà cho người ta ở là bình thường thôi mà, cầm đi. Mượn căn nhà cho người ta ở là bình thường, nhưng mà có những thứ đó thì đúng là không bình thường rồi. Đêm đó thật ra chị dâu không về ngủ. Anh có hỏi chị ấy đã đi đâu không? Em lại muốn nói bậy gì nữa đi. Trong mấy tiếng mà anh mất trí nhớ, chẳng lẽ là anh hỏi cô ấy đi đâu nên hai anh chị đã cãi nhau nên chị ấy đã bỏ đi hả? Em đừng có nói bậy đó, em không có tận mắt nhìn thấy, em đừng có nói bậy như vậy. Anh hai, thôi được rồi, em đừng có nói nữa, đi rửa tay ăn cơm đi. Nè, con nói thật với bà đi, con biết chuyện gì đó có phải không? Rốt cuộc con đã biết chuyện gì? Thật ra thì đêm đó chị dâu đã bỏ đi, con đã gặp chị ấy. Đêm đó con đi cắm trại rồi mà. Đêm đó con và người bạn về sớm, về tới đầu ngõ thì nhìn thấy chị em dâu. Ơi,
Tôi dọn đủ đồ đi rồi. Anh đợi tôi ở nhà thôn đi, bây giờ tôi qua. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không hối hận. Anh đừng nhắc tới chồng tôi nữa, có gì gặp mặt rồi nói. Thì ra chị dâu của con không chỉ giận anh hai con đơn giản như vậy là đi theo trai.